VinFast Fadil là hatchback hạng A được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe Opel Karl Rocks và Chevrolet Spark thế hệ thứ tư. Mẫu xe thương hiệu Việt VinFast Fadil được trang bị khá nhiều tính năng cao cấp và vận hành an toàn so với các đối thủ khác cùng phân khúc như Kia Morning, Hyundai i10, Toyota Wigo, Honda Brio. VinFast Fadil có 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất bao gồm xanh dương đậm, xám, cam, đỏ, bạc, trắng, cùng hai màu sơn mới là xanh dương nhạt và xanh lá. Chi tiết giá bán của xe VinFast Fadil cụ thể như sau. VinFast Fadil tiêu chuẩn được niêm yết 425 triệu đồng và ưu đãi bảo lãnh vượt trội là 425 triệu. Nếu mua trả thẳng 100% giá xe sẽ là 382 triệu đồng. VinFast Fadil nâng cao được niêm yết 459 triệu, ưu đãi bảo lãnh vượt trội là 459 triệu đồng và giá trả thẳng 100% là 413,1 triệu đồng. VinFast Fadil cao cấp được niêm yết 499 triệu đồng, ưu đãi bảo lãnh vượt trội là 499 triệu đồng và giá trả thẳng 100% là 449,1 triệu đồng. Cũng ưu đãi tặng 03 năm, bảo dưỡng miễn phí, trị giá 7 triệu 800 nghìn cho cả 3 phiên bản. Về ngoại thất, VinFast Fadil có tạo hình chữ V lớn ở đầu xe. Hai bên là cụm đèn pha halogen to bản. Cản sau thiết kế thể thao, hai bên là đèn sương mù. Thân xe trông khá cứng cáp và chắc chắn, đường gân dập nổi tăng tính thể thao. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và gập điện. Xe sử dụng lốp 185/55R15 với la răng đa chấu kép. Về nội thất, khoang cabin của Fadil sử dụng chất liệu da cho tất cả hàng ghế. Tuy nhiên khu vực T-Apelo ốp nhựa lại là một điểm trừ về thẩm mỹ. Màn hình trung tâm 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, AM, FM. Kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng dàn âm thanh 6 loa, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng và ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Về động cơ, VinFast Fadil trang bị động cơ 1.4 lít 4 xi lanh thẳng hàng với công suất 98 mã lực tại 6.200 vòng 1 phút và mô men xoắn 128 Nm tại 4.400 vòng 1 phút. Hộp số tự động vô cấp CVT, không có số sàn. Hệ dẫn động cầu trước với hệ thống treo trước McPherson, hệ thống treo sau kiểu dầm xoắn. Về trang bị an toàn, VinFast Fadil được đánh giá cao với các trang bị an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS với EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, kiểm soát lực kéo TCS, chống lật, camera lùi. Tổng kết đánh giá xe VinFast Fadil. Ưu điểm: động cơ mạnh nhất phân khúc, cảm giác lái xe đầm, chắc, hệ thống treo hoạt động tốt, hộp số vô cấp CVT giúp xe vận hành mượt mà, êm ái. Trang bị an toàn có hệ thống cân bằng điện tử. Nhược điểm: khoang cabin không đủ rộng rãi để vượt mặt đối thủ. Giá niêm yết cao nhất phân khúc.